Dạ, con xin kính thưa sư ông. Mà vào Dạ, thi lễ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Ôi, chỗ sư ông hôm nay là có giống 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 như con que hả sư ông? sao Chỗ sư ông hôm nay có con que sầu đúng không sư ông? Ôi, bữa nay nhiều quá, con nghe quá chàng kêu luôn rồi. mới có con, bởi vì cái mùa hè, cái mùa hè là có nó, có nó con trời hôm nay là không có, hôm nay cái con này cô biết không, cái con này nó quá xanh đất á, đất đất mà nó ướt cả nước nó ở dưới đất á, đất đất nó quá xanh cũng như đất mà đẻ ra nó gì đó, đất gì lên cái rồi nó ở trong cái lòng đất á, cái rồi nó quá xanh, nó có xanh một cái trứng, rồi cái trứng nó mới từ từ nó lớn lên nó trở thành cái hình con ve, cái hình con ve rồi cái nó lớn lên nó mọc cánh, cái cánh nó già cái nó có cái răng nó cắn đất một lũ lũ và nó lớp trên mặt đất đó, thì nó trùng lên nó bò thì nắng này nè, nó nắng này cái cánh nó khô anh nó bay lên, rồi khi cánh cánh vỡ rồi nó đâu có biết kêu, rồi từ từ đó nó từ từ khi mà nó hồi phục cái sức lực của nó mà nó đầy đủ sức lực của nó rồi nó bắt đầu nó mới kêu, nó kêu đó là nó ca nó hát đó. Mà nó ca nó hát nữa là nó ca nó hát những cái bài hát đó nó vô cùng bi đát, vô cùng cũng như mà cái người là mình đã gian mà ca nhạc mà những cái bản nhạc buồn đó thôi, những cái bản nhạc buồn á ca nghe nó rất là lâm ly, nó cô ca nó nghe cô ca nó buồn, cô ca nghe nó buồn cái đám gọi là nghe sầu quá. con da nó kêu á phải gọi là da sầu á, nó ca da buồn thế phải mới gọi là da sầu, là như vậy đó. Cái mùa hè bắt đầu có nước từ đây mà tới tháng tư, tháng năm, tháng sáu đó là tới cái mùa hè, rồi tháng bảy, tháng tám, tháng chín đó là tới cái mùa thu là hết hè rồi, tháng bảy với tháng tám tháng chín là hết hè rồi. Một năm nó có ba mùa xuân hạ thu đông, là cái mùa hạ là cái mùa hè là cái mùa da kêu á, mà cái con da nó kêu á tới cái mùa hè con da nó kêu á, là cái nghiệp chỗ ông có cái cây nghiệp á con, cái nghiệp mình tự nhiên nó có á, chứ không có ai mà làm gì mà có nó vào trồng, tôi mới làm tôi cũng có cây nghiệp đó, rồi nó cũng có bông có trái, nó cái trái nó khô á, cái trái nó già nó khô, cái hộp nó mình gieo nó cũng lên á, cái cây nghiệp mà hãy mà con nghe nó kêu á thì nghiệp chỗ bông gọi là nghe sầu nghiệp đỡ á. Dạ. Bởi vì cái mới có cái câu thơ là kêu bằng mỗi năm á, mỗi năm mà cứ là cái là xuân mãn hè sang, đó là cái mùa xuân nó hết rồi, tới mùa hạ là cái mùa hè, xuân mãn nhà xa hè sang nghe sầu nghiệp đỡ là hàng xưa đây, đó là cái chuyện đó là từ xưa đến nay chỉ là nên cứ năm nào cái mùa hè là cũng có cái cùng nhà mà nó kêu, mà nó kêu mình nói nó kêu cho nó là nó than nó khóc á cô. Yeah. Nó than nó khóc, nó không ăn uống gì cả, nó cái mà cái con da này nó có một cái chết, hồi đó là nó là một cái đàn con gái, còn cái cây nghiệp đó là một anh chàng trai, mà hai người là một cặp tình nhân yêu với nhau mà không thành gian dở đó, không có thành vợ thành chồng á, rồi cái cô nàng ta đó, cái cô nàng ta đó mà bị cha mẹ mà ép nhưng mà bắt gả cho cái chỗ khác đó, thì cái anh chàng ở mới sắp tình ta không còn gặp cái người yêu mình nữa, thì mới là đi thơ thẩn đi hoài không ăn không uống gì cả, không làm gì cả, mới sầu thảm buồn bã, mới là chết, mới là thành cái cây nghiệp. Còn cái cô nàng ta là bị cha mẹ bắt ép gả, lấy nhân gả cho cái người chồng khác, thì cái cô nàng ta mới cũng buồn thảm nhất mà chết đi, đó là thành con ve. Rồi cứ mỗi năm tới cái mùa hè đó là đó là hết cái mùa xuân tới mùa hạ là cái mùa hè đó, là tháng tư tháng năm tháng sáu này đó, đó là cái mùa hè đó là cái cung ve bắt đầu cung ve nó quá thành cung ve, rồi cái cung ve
con da nó khi mà nó bay lên là cái cánh mà nó nắng này nó khô, cánh nó cứng đó, là nó hồi phục cái sức nó mà đầy đủ cái sức lực, nó có một cái hơi rất là đầy đủ rất dài đó, đó là nó kêu, mà nó kêu đó là nó ca hát á, nó ca hát mà nó ca với cái ba mùa phê sám lắm, gọi là nhạc sầu đó, gọi là nghe sầu á, nó kêu ra cái tiếng nghe sầu thảm rất là say thảm, gọi là nghe sầu. Rồi cái cây điểm nó nghe cái con ve mà nó kêu nghe rất là phai cảm rất là sầu, đó là cái điểm nó bắt đầu nó mới trổ bồng nó mới nở, gọi là nghe sầu điểm đó đó. Bởi vậy mấy là có cái câu là mỗi lần xuân mãn hè sang nghe sầu điểm nở là xưa nay đầu xưa dài nói là như vậy, cứ mỗi năm rồi cái mà tới nó cũng có cái mùa hết hè rồi rồi nó chết hết trơn, nó không ăn không uống cho nó kêu riết rồi kêu hết sức rồi cái rồi nó trên cây á hết sức lực cái rồi nó đeo trên cây đâu được nó cái rồi cái lực cái rồi nó buồn tài vô tre đất lên trên mới rớt xuống đất là nó còn nhúc nhích nhúc nhích rồi mai có nổi đâu kêu cũng không có nổi nó nói con ba tiếng luôn rồi cái một hồi là chết bèo ơi nó chết rồi nói cái mùa hè này mà nó kêu cô đi đấy là cô gặp nó kêu không biết bao nhiêu nó kêu đi rồi lại nhưng mà nó chết dưới đất anh nghe đất mà nó chết á nó kêu ría rồi hết sức lực cái không còn kêu nó nổi đó cái rồi giá nó chết nó chết cô lượm nghe cả rổ vậy đó biết bao nhiêu đó sư ông. Vậy là cái tuổi thọ của con que sầu nó sống được có mấy tháng hả sư ông? Có mấy ngày đó thôi à, cái kêu mấy ngày luôn. Kêu bằng nó đất nó quá xanh, nó là có cái trứng nó nở lên nó thành cái con nhộng, nó là nó lớn lên nó một cánh mà mới nó có nó trở thành cái con nhộng, mới là nó chưa có cánh, nó chưa giống như cái con sùng vậy đó, nó chưa có cánh rồi bắt đầu nó từ từ nó một cánh, khi mà nó một cánh mà cánh nó còn non á thì cái cánh nó còn non đủ, nó có mấy cái ngón giò, có 6-7 cái ngón giò, cái ngón chân đó, rồi nó có con mắt, rồi nó có 2 con mắt, rồi nó có cái miệng, có răng nữa, mà nó không có phá gì qua, nó không ăn gì qua chứ, cái rồi nó mới bò lên, nó cắn đất, nó đúng một lỗ, nó mới bò lên mặt đất, nó bò lên trên cỏ, nó đậu trên cỏ, rồi nó nắng này một lát nó khô cánh rồi nó mới bay đi. Nó bay đi là nó hồi phục sức lực của nó, có đầy đủ sức lạnh mà nó có thể nó ca hát nổi á, thì nó mới bay lên cây, thằng mà nó đeo trên cây nó ca hát. Nó ca hát hoài, nó ca tối ngày sáng đêm, nó kêu ra là nó kêu, mảnh con nào nó kêu, nó kêu biết con này, kêu biết quả chứ còn chết. Đó là nó kêu á, mình nó kêu chứ là nó tha nó khóc á, bởi vì cuộc tình gian dở, cái cuộc tình của nó gian dở. Còn cái anh chàng tình nhân của nó đó là cái kỳ điệp á, cái kỳ điệp đó là anh chàng trai đó chết thành kỳ điệp á, gọi là như cùng điệp nở á. Dạ bởi con thấy cái chỗ sư ông ở đó ở dưới đất cái là nó lỗ 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 nhiều lắm, là con que sầu ở dưới nó chui lên đó hả sư ông? Ở đây là vườn, nó về vườn chỗ ở chỗ nào cũng có cho nó ở dưới đất á, đây đất nó quá xanh, đất tự nhiên á, còn vậy đất đó là cứ bằng các cái loại mà nó quá xanh á, nó biến quá xanh đó, các cái loại côn trùng đó, tôi là nó quá xanh đúng với con hết, nó quá xanh nào là côn trùng, côn dế, côn ve, côn sùng, nào là các cái loại mà sâu, các loại sâu á, cái loại ong bướm cũng nói là quá xanh không. Đó. Nó quá xanh chứ còn cái nó nói về cái loại đó là cái loại gì thấp xanh rồi giảm bước nó giảm bước là nó quá xanh đúng cái con cũng như là cái con mũi nè nó cũng là quá xanh cái nước mà nó dư dái là nó quá xanh là cái con quăng quăng nó quá thì con quăng rồi cái con quăng quăng lâu dài cái là nó một cánh nó mọc bốn cái giọt rồi nó có một hai cái cánh thì nó có một hai con mắt rồi có cái kim đó là nó quá xanh vậy, ông trời ông khiến là nó quá xanh là cái thứ đó rồi cái là khi mà nó thành thành rồi đó thì nó mới bò lên bờ
nó dắt đuôi lại, dắt đuôi này nó bò lên bờ, nó đeo mấy cọng cỏ, nó đâu có bay được. Rồi một hồi nắng nắng nó khô hai cánh nó rồi nó mới bay được, thì nó bay nó trốn, nó trốn ở trong cỏ trong đồ mấy chỗ mà tối tăm sầm uất á, cái rồi mặt trời lặn ấy là nó mới lại cái băng, nó bay thì cái băng nó bay thì cắn người ta, mà cô coi từ nhỏ tới lớn ở dưới nước nó uống nước không à, nó uống nước ăn bùn ăn đất dơ dáy không mà nó đâu có máu, nó đâu có máu me gì ở đâu dưới nước mà nó ăn mà nó mà cái gì mà nó thành con mũi rồi lên đi cắn mình à, trốn ngoài cỏ rồi cái tối á, tối cái là mặt trời lặn nên bay rồi lại cắn mình. Mà con Cô hút muỗi máu không? dạ Cô mũi là kêu mà hút máu mình. Cô ruồi cũng là con ruồi cũng hút máu rồi. Con ruồi nó cũng cắn mình hút máu rồi. Rồi con mồng hoa, con mồng trâu nó cũng hút máu mình. Nó dạ cũng cắn mình nó hút máu vậy đó. Với con đĩa con dạ đĩa con dắt nó cũng hút máu mình đó. Con dắt nó con cũng dắt hút là máu nó mình bay cũng lớn kêu. phải không? Nó con dắt nhưng mà con chưa biết con dắt là con nào luôn À sao không, không? con dắt mình ở đây có lên có cái mà cái con rùa, Dạ. con rùa ở ngoài đồng á mới có, con rùa ở ngoài đồng khi nào mà cô bắt đi cô dưới mương cái đồ cô bắt đi con rùa nha, là cái xanh cái cần cổ nó cô nắm cái đầu cô kéo nó ra thì cần cổ nó dài lên mà cần cổ nó tường mà dắt không nó như vậy cái muốn bự gì đó nó chút 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 màu lúa vậy đó, nó màu lúa vậy đó mà dài nó cũng đâm một phân vậy nè, nó cũng có cái đầu dây đậu đĩa cái đinh đinh đĩa gì đó mà nó hút máu mình đó, nó còn dắt lên là nó đeo con rùa đó, nó hút máu con rùa đó, nó cắn con rùa đó, rồi cái hai cái nó bốn cái giò mà bốn cái giò nó là nó ở trong cái háng của con rùa, trong mấy cái giò trong cái háng đó là dắt không trụ nhóc hết trơn, một cái giò là kêu bằng bốn năm con vậy đó, bốn cái giò giò động có với cần cổ nó đều có chắc hết đó. Còn cái nói gì mình ở đây còn nói gì ở rừng này nhiều lắm, ở rừng dắt nhất cô mà cô đi rừng là cô phải có cái võng cô giăng trên cây chứ mà cô nằm dưới đất nha là cô ngủ là nó bò vô nó cắn cô lo nóc luôn như rỉa vậy đó, nó cắn cô cũng dắt lắm, vậy là cô nào cô nấy cắn lo nóc, nó cắn cô á, ngủ mình ngủ lỗ hay dắt dữ lắm, rừng bị gì nó như giấy á, là ngủ đi rừng là không dám nằm dưới đất ngủ ra, phải một người nào cũng phải có một cái giống cô dân cái một cái đầu giống này nha cây được cái dám dạng cây cây ngủ rồi đâu khỏi bị dắt, chứ còn ở dưới đất là mình ngủ là nó bắt cái hơi mình nó cắn mình á, mình ngủ mình ở đâu 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 có ai đâu, nó cắn cũng cắn nôi luôn, qua nói cái gì là cắn rồi nó được máu không. Dạ con xin cảm ơn sư ông. Chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn thân tâm luôn an lạc ạ. À, xin hẹn cô chú, anh chị, các bạn vào những video sau ạ. À.